Chào mừng các em đến với chương trình học online của trường Trung học cơ sở Võ Thành Trang, quận Tân Phú, bộ môn Mỹ thuật 6. Thầy là Lê Tuấn Khanh, sẽ là người hướng dẫn các em trong tiết học này. Các em thân mến, bài học ngày hôm nay là bài học đầu tiên trong chuỗi 4 bài của chủ đề 1, đó là biểu cảm của màu sắc. Và bài học đầu tiên của chủ đề này, đó chính là vẽ tranh theo giai điệu âm nhạc, là bài học mà chúng ta sẽ trải nghiệm trong 2 tiết với các hoạt động sau. Thứ nhất là vẽ tranh theo giai điệu âm nhạc. Thứ hai là tạo tranh từ mảng màu yêu thích. Thứ ba là tạo tranh từ mảng màu có sẵn. Thứ tư là chúng ta sẽ trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Và thứ năm là chúng ta sẽ tìm hiểu về tranh trừu tượng của các họa sĩ. Về phần dụng cụ chuẩn bị cho ngày hôm nay thì chúng ta cần có, thứ nhất là giấy vẽ A4. Thứ hai đó là màu vẽ. Về màu thì chúng ta có, nếu có màu nước thì chúng ta sử dụng màu nước hoặc là sáp dầu hoặc là chì cây. Và nếu màu nước thì chúng ta sẽ chuẩn bị thêm cọ vẽ. Và một cái các em cần chuẩn bị thêm một tờ giấy bìa kích thước cỡ 13-18 và được cắt rỗng phần bên trong để tạo thành khung hình. Cái này chúng ta sẽ sử dụng ở cuối khóa hoạt động 2 các em nhé. Các em thân mến, không biết từ bao giờ thì âm nhạc luôn có mối liên hệ khăng khít với các loại hình nghệ thuật, và đặc biệt là với hội họa. Những cung bậc cao thấp của âm nhạc dường như nó cũng tương ứng với các loại đường nét, những mảng hình, những gam màu trong hội họa. Và bài học ngày hôm nay sẽ là một chuỗi các hoạt động thực hành có liên quan giữa màu sắc với các giai điệu của âm nhạc. Hy vọng rằng là các em sẽ có những cái trải nghiệm thú vị sau bài học này. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nha. Và để dễ dàng cho cái phần thực hành thì thầy sẽ có clip hướng dẫn ở phía sau. Bây giờ thầy sẽ nói sơ qua về cái cách làm. Trong phần thực hành đầu tiên thì các em sẽ nghe nhạc và di chuyển cái bút màu hoặc là cọ vẽ của mình một cách tự do, thoải mái, bằng cách là vạch, chấm hoặc là tô lên giấy. Và đặc biệt là chúng ta sẽ làm theo nhịp điệu nhanh và chậm của cái tiết tấu âm nhạc. Trong cái quá trình thực hiện thì các em có thể thay đổi màu sắc từ 4 đến 5 màu, và lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng những màu nhạt trước và những cái màu đậm sau. Màu nhạt thì thường là những màu như là màu vàng nè, màu hồng, màu cam hoặc là màu xanh lá mạ, xanh nước biển. Và màu đậm là những màu đỏ, màu xanh dương, tím, xanh lá cây đậm. Thank you.
Và đây là kết quả chúng ta đã làm với hai chất liệu khác nhau, đó là chì sáp và màu nước. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái hoạt động 2 là tạo bức tranh từ mảng màu mình yêu thích, nghĩa là trên cái nền của bức tranh này chúng ta sẽ dùng khung, chúng ta chọn lọc lấy một cái vị trí hoặc là một cái góc độ nào đó mà các em cảm thấy thích nhất các em nhé. Các em thân mến, thầy vừa hướng dẫn các em thực hiện hoạt động 1 và 2 của bài tranh vẽ theo giai điệu âm nhạc. Các em cố gắng hoàn thành bức tranh theo khả năng của mình, hoàn thành tốt nhất các em nhé. Và tuần sau chúng ta sẽ sử dụng cái tranh mà chúng ta vừa tạo được để thêm vài chi tiết thông qua trí tưởng tượng của mình để thành một bức tranh hoàn chỉnh. Về phần chuẩn bị cho tuần sau, thứ nhất là các em giữ lại cái phần tranh mà mình vừa tạo được. Thứ hai là màu vẽ. Thứ ba là cọ vẽ nếu cần. Và các em tìm hiểu trước cho thầy về tranh trừu tượng của các họa sĩ các em nhé. Thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.